Xin mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Bây giờ là sáng chủ nhật, sau một tuần mẹ chồng của Dung mất á, thì cha có làm lễ riêng Cầu cho xin. mẹ. Thì hôm nay sáng nay là gia đình tập trung lại đi lễ cầu cầu nguyện cho mẹ vào sáng chủ nhật vào lúc 8 giờ rưỡi. Sau thánh lễ thì anh rể mời cả nhà đi ăn điểm sâm. Thì anh trai lớn có việc với lại khách hàng á, thì ảnh vội chạy về rồi. Chỉ có gia đình Dung và gia đình chị Thu đi ăn thôi. Đấy, xa xa đó là Seafood Cover Chinese Restaurant Dim Sum. Hiện tại bây giờ trên đó đang chờ guest line rất là đông. Mặc dù ở trên lầu mình thấy nhiêu đó thôi, nhưng mà người ta đang chờ ở trong luôn á, trong cái sảnh trong á. Thì hồi nãy Dung vô đăng ký, nhà Dung á là 7 người, thì chờ khoảng 43 phút. Ở chỗ cái nhà hàng này á, thì lúc nào cũng đông hết trơn á, lúc nào cũng rất là đông, nhưng mà phải nói là ở đây là nó ngon và nổi tiếng, ai cũng muốn ăn ở đây hết, cho nên cho dù đông cũng phải ráng chờ. Dung đang đứng trước một cái bụi cây rất là đẹp, nhìn cái màu hoa của nó giống như là nhung 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 đỏ vậy đó. Ở Mỹ này có những cái loài hoa, loài cây ấy, nó rất là đẹp luôn, hoa rất là lạ. Dung cũng muốn làm một cái video về các loại hoa ở Mỹ. Có những cái cây rất là thô nhưng mà nó lại cho hoa rất là đẹp. Cây hoa này đẹp quá ha, nó lạ nữa. Đó, ghép like dài 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 ra kìa. Nhưng mà nãy em đi vô trong đăng ký ấy, người ta chờ trong cái sảnh trong nữa nhiều lắm. Thì trong cái tin nhắn vô cái điện thoại thì người ta nói là mình chờ khoảng 43 phút. Nếu mà ai nhanh, ai mà ăn nhanh lẹ thì có thể sớm hơn người ta dự trù như vậy. Cái khu này thì Bắc Kinh đậu xe rất là đông luôn á. Tại vì nó có những cái nổi tiếng, chẳng hạn như điểm sâm nè. Rồi những cái những cái nhà hàng nè, bún vua bún bò nè, những cái rồi quán cà phê, hai ba quán cà phê luôn á. Rồi chợ chợ Á Đông là rất là đông luôn. Cho nên cái Bắc Kinh này á, ủa, chị Thu không biết hôm nay răng ăn được chưa nữa, chiều hôm qua là ăn không được rồi. Thời gian đang trống phải chờ cho nên đứng đây phơi nắng. Được cái bắt đầu vô mùa xuân cho nên trời nó cũng rất là ấm áp, nó không có lạnh. Khi mà đi lên cái khu Lido Sài Gòn này thì lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp á ha. Lúc nào cũng đông, nhất là cái đoạn cái khu vực mà khu vực Phú Lộc Thọ nè, rồi cái khu vực ở cái lốc này là giống như là cái trung tâm của người Việt luôn, rất là đông, lúc nào cũng đông. Có bàn 5 phút nữa sẽ đi vô bàn số 2. Mới nhận được tin nhắn của họ. Đây. Giờ vô bàn số 2. Có Dung không? Có Dung không? Có, em kêu anh rồi. Phải chờ thêm chút nữa. Tóc chị Thu hay like đẹp á chị Thu. Hồi đó chị móc like xong chị lại nhuộm lại màu á vô. Nhưng mà nó vẫn còn những cái là like. Bữa nay Dung làm rồi đó. Móc like á, tóc bạc móc like đẹp. Đúng rồi. Móc like che tóc bạc. Anh số 2
cho con cà phê nha. Đây một xe, xe bên hông. Một cà phê, một chai thái. Ở đây người ta đẩy xe tới tận nơi ha, nó tiện. À, hai đi. Dạ. Nhanh lẹ quá. Xá xíu bánh cuốn tôm. Không lấy tôm hả? Lấy bánh cuốn tôm không? Rồi được rồi. Dạ đây. Cái này á là người ta bấm, là chị mua cái này là người ta bấm nè. Khi nào mà mình lấy xuống á là người ta bấm. Này ba cái phải không? Là ba cái đó. À, à cái này là, cái này là riêng. Rồi đây. Cái này gọi là, cái này gọi là hai lúa đi ăn. Thì qua đây 6 năm lần này lần thứ hai. Tại vì giờ vấn đề đây là lười get like thôi, thấy lúc nào cũng đông á cho nên rất là lười đi vô đây, rất là ngại. Ngon quá đi. Hình như mấy cái này người ta đâu có đẩy xe ha Bin ha. Cũng có mà chờ lâu đúng không? Mình chờ. Mình order thì nó ngon hơn. Mình order thì người ta mang ra nhanh hơn. Rồi, cái này là sa tế nè, tương cá. Rồi, mời anh Hưng chị Thu. Mời cả nhà. Mời cô chú anh chị. Ăn điểm xong, có điểm xong đi. Người ngon, ngon. Rồi. Đây là tôm, cả tôm. Ngon, tươi ngon. Dưới này còn phần nữa là bên nào. Nhưng có cái nào chấm đưa đây cho chị, đưa đây. Bàn xương. À. Có chân, chân gà. Đây. Cái này cũng ngon lắm nè. Ngon. Mà nhanh lẹ quá ha. Ngồi vô một cái là có đồ ăn luôn. Đúng rồi. Ngoài kia. Cái này tàu hủ ki. Cái này là tàu hủ ki cuốn gì ở bên? Cuốn gà. Nó chỉ ghi là cuốn thôi chứ nó không ghi là tàu hủ ki cuốn thôi chứ không biết cuốn cái gì hết trơn. Có nấm nữa. Có nấm ở trong. Đây chân gà. Để coi chân gà có xương không nha. Cái này cũng được. Nó không có ngọt, nó không có ngọt giống như ngay chỗ mà bán heo quay vịt quay. Nhưng mà như vậy thì dễ ăn hơn chứ ngọt thì thôi.
Đây là bánh bao. Đó. Để coi nha. Bánh bao này ngon. Nó giống như là bánh bao nhân xá xíu. À, đúng rồi, đại khái vậy á. Ngon. Đây là tổng thiệt hại 7 người hết nhiêu đây tiền. Anh rể đãi. Cảm ơn anh Hưng. Mình ngày đi lễ của anh là để cha làm lễ cho mẹ. À, nhân ngày cả gia đình tập trung đi lễ cha làm lễ cầu nguyện cho mẹ mới qua đời, cho nên cả gia đình mới có dịp đi chung với nhau như vậy đi lễ. Mỗi tuần thì gia đình cứ mỗi gia đình nó đi theo cái giờ của mình. Chẳng hạn như nhà chị Thu thì hay đi sáng sớm, còn nhà em thì đi chiều, vợ chồng Pin thì đi chiều, cho nên ít khi nào mà tập hợp đi chung lễ như vậy lắm. Dung xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video của Dung ngày hôm nay, và Dung xin hẹn video kế tiếp nha. Bye bye.